hàng thì record này. Đây để có thể ước lượng hay là kiểm định thời gian mang thai của bò là 300 ngày là đúng hay sai, thì thầy sẽ copy cái dãy số liệu này. Copy cái dãy số liệu này. Thì lúc này màn hình nó đang quay phim rồi đó, nó tự nó quay màn hình đó, mấy đó ha. Rồi, thầy copy này xong, thầy sẽ dán thành một dãy số liệu. Sau khi dán thành một dãy số liệu xong, thì thầy có thể xử lý số liệu này bằng Excel thực tế cũng được, nhưng mà mini tab thì nó khỏe hơn, nó đơn giản hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Rồi thầy sẽ dán nó vào đây. Đây là thời gian mang thai của bò, hỏi nó phải 300 ngày hay không, thì chúng ta chọn thống kê, sau đó one sample t. Hỏi ai? Hỏi này là thời gian mang thai của bò và hỏi nó phải là 300 hay không, thì chúng ta ok. Thì như vậy thì ta có thể trả lời là thời gian mang thai của bò là 300 là đúng hay sai. Dựa trên số trên đây, thời gian mang thai của bò 300 là đúng. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi trên C về thời gian mang thai của bò là nhận xét là 301,8 cộng trừ 6,4 ngày tương đương hoặc là ngày khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 300. Như vậy nói thời gian mang thai của bò tương đương 300 ngày là đúng. Là đúng. Ê, 300 này nếu ta ghi khác biệt có nghĩa thống kê, không có nghĩa thống kê thì có thể dùng là one sample t test. B nhỏ hơn ở B lớn hơn 0,005. Ok, được ha. Cách thứ hai như là tương tự, chúng ta sử dụng system kiểm tra là one sample t. Hỏi ai? Hỏi thời gian mang thai của bò. Cái số chúng ta đang quan tâm là 300. Ok, thì nó cũng chạy ra cho chúng ta một cái bảng. Vậy thì cái bảng này tương tự như thằng kia, chẳng qua là nhìn này nó đẹp mắt hơn. Vậy thì con này ok không? Vậy thì đây chính là cách trả lời cho một cái câu hỏi kiểm định, nhận xét thảo luận với một cái nghiên cứu của mình với một cái nghiên cứu khác. Sau khi chúng ta ghi âm được xong thì chúng ta start.